Bước vào năm học mới này, trường tiểu học Nguyễn Huệ vẫn duy trì sĩ số lớp là 15 với hơn 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Tuy là một trường miền núi, song từ nhiều năm nay, trường tiểu học Nguyễn Huệ vẫn luôn tích cực đẩy mạnh thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, nhà trường đã tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giảng dạy, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng ở tất cả các môn học của các khối lớp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, quan tâm bồi dưỡng học sinh yếu, học sinh khá giỏi, sử dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học, đồ dùng, thiết bị, phương tiện dạy học, thực hiện môi trường giáo dục thân thiện, phối kết hợp các lực lượng giáo dục để quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Nhờ kết hợp đồng bộ các giải pháp nêu trên, nên nhiều năm học qua, kết quả giáo dục của nhà trường đã đạt ở mức cao. Riêng năm học 2012-2013, nhà trường đã có trên 70% số học sinh đạt học lực khá giỏi, không có học sinh yếu, 100% số học sinh đạt hạnh kiểm tốt. Bước vào năm học mới, năm học tiếp tục đổi mới quản lý, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện và nâng cao chất lượng dạy học. Trường tiểu học Nguyễn Huệ đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Năm học 2013-2014 là một năm học tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Thì về phía nhà trường tiểu học chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi tiếp tục thực hiện cái công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Thì trong cái đội ngũ cán bộ quản lý cũng như là chất lượng giáo viên của chúng tôi thì chúng tôi tích cực không ngừng nâng cao cái năng lực chuyên môn cũng như là cái năng lực quản lý. Là cái giải pháp thứ hai là nhà trường chúng tôi tích cực thực hiện tốt, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, đặc biệt là cái cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng với gắn các cái phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Và nhiệm vụ thứ ba đó là về phía nhà trường chúng tôi là một trường tiểu học ở miền núi, cho nên là cái chất lượng đội ngũ của chúng tôi, đặc biệt là cái đội ngũ giáo viên thì nó không được ổn định. Thế vì thế nhà trường chúng tôi chú trọng cái nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng với cái nhu cầu hiện nay, là đánh giá theo chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên nghề nghiệp theo những cái thông tư của Bộ Giáo dục đã hướng dẫn. Cùng với đó, trường tiểu học Nguyễn Huệ cũng đã tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm học trước, bám sát chỉ đạo của ngành giáo dục huyện để xây dựng kế hoạch nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013-2014.